그럼. Thấy cái máy cục này nó bị viêm hả? Có bác của Thanh đây hả? Khéo thấy không? Giỏi. Trước khi đi ngủ là có ai làm gì nhẹ đi ngủ. Nhỏ quá trời luôn. Vậy mới mau hết mộng.
đó về lại bắt đầu luôn. Sắp hết rồi, nãy giờ lấy sắp hết rồi. Em thấy cục bụi cứng cứng không? Không, em thấy vậy là giỏi rồi đó. Lần đầu tiên tìm người lấy mộ lấy được như đây là quá xuất sắc rồi. Hai ba bữa được mấy con sẵn nó chạy nó cười nó thấy sân sơn qua rồi. Có chào mộ cục này nó ghim chịu khó chứ nha, thanh niên mà như nhiên đây. gì Thanh niên thế vợ à? có mỗi cái lớp 10 cũng có lớp 10 Bác mình bác chở đi nằm mộng là quá 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 thương. Bác nào vậy đó? suốt ngày sang cô nó bắt mặt cho nó mình Ừ, cái này đắp gì nữa? đập nghệ đập gì vậy đó thầy đập nghệ đập nghệ Này đắp đường rời quá trời mộ. Quá giỏi, quá xuất sắc. Chánh điện thì có hai cầu thang lối đi lên trên chánh điện nha các bạn. Mới Là bên phía cái bên máy này đây thì phía bên đây với phía bên kia. Là phía sau đó cũng có lối lối lên nữa. Các bạn thấy họa tiết những cái tiết tấu làm rất là sắc sảo. Có hai lối đi lên bộ đi đi bộ lên các bạn. Trước đó dưới phía bên đây nè. Đồ đạc thì vẫn còn lộn xộn chưa sắp xếp hết. Chánh điện thì xong gần 90% nha các bạn. Giờ mình đi vòng ở phía ngoài chánh điện quay cho các bạn xem nha. Mình đang đi về về hướng cầu thang ở phía sau chánh điện đi lên trên nè. Bác Thảo đang tiếp tục làm.
đi lên. Ở đây là lối đi lên từ phía sau chánh điện nha các bạn. Có cửa đi vào. Này là cửa chính phía sau. Trước có tượng Phật này nè các bạn. Tượng này như chưa sơn xong. Ừ. Giờ mình sẽ cùng các bạn đi vô chánh điện nha. Đang lắp đặt bóng đèn. Trên kia có hai ông thợ đang lắp bóng đèn nè các bạn. Bóng đèn ở dưới các bạn thấy á. Bóng đèn này gồm tới 3 tầng lận. Có tượng Phật cũng rất là bự. Tượng Phật rất đẹp hơn các bạn. Bức tranh là từ tay sơn. Như các bạn đã thấy trên bức tranh, những cái bức tranh trên tường á là vẽ bằng tay, vẽ thủ công các bạn, chứ không có đúc khuôn gì hết trơn nha. Tinh trần đó. Tinh trần đây khó, tinh trần đây khó hơn. Trên trần luôn nè. Rất là công phu tỉ mỉ. Cái cầu rất là to luôn. Mỗi bức tranh này đều có cái ý nghĩa khác nhau mọi người. Ý nghĩa của nó thì mình cũng không có rõ, không có gần lắm. Mỗi bức nó lên ý nghĩa có tuổi từ người hay sao á. Chung hai con giáp à. Rất là đẹp. Ở trên đây là nơi để các Phật tử cúng bái đốt nhang. Khi diễn ra lễ kiết giới Sima mình sẽ quay cho các bạn xem cận cảnh nữa nha mọi người. Rất là vui. Rất là đông người. Diễn ở buổi lễ thì diễn ra lận tận tới 3 ngày. Mình nhắc lại địa chỉ ở đây là chùa Sóc Quen Mới, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang nha các bạn. Quay cho các bạn xem cận cảnh ông Phật này.